Thì một trong những biện pháp mà cải thiện chất lượng lấy bệnh phẩm đó là cái gây khạc đờm. Thế thì chúng ta đã áp dụng cái biện pháp gây khạc đờm này từ rất lâu ở trên lâm sàng thực tế. Nhưng mà cái kỹ thuật như thế nào để lấy cho hiệu quả? Thì trong cái nghiên cứu này chúng tôi đã chuẩn hóa được những cái kỹ thuật lấy đờm như thế nào để đạt cái hiệu quả tối đa và như thế nào để làm sao chắc chắn để lấy được bệnh phẩm và cái bệnh phẩm đấy có giá trị cao. Thì đã có rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh nếu mà chúng ta chuẩn hóa được cái lấy bệnh phẩm như vậy thì cái giá trị của nó, của cái xét nghiệm thì nó hoàn toàn tương đương nội soi phế quản. Nếu chỉ để chẩn đoán lao thì chúng ta có thể hoàn toàn dùng cái biện pháp gây khạc đờm này thay thế. Thì chúng tôi có cái thiết kế nghiên cứu là thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, cái mô tả tiến cứu cái thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018 tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thế đặc tiêu chuẩn chọn bệnh nhân là bệnh nhân có những cái X quang và lâm sàng nghi ngờ lao phổi, đồng ý thực hiện kỹ thuật gây khạc đờm và nội soi phế quản. Tiêu chuẩn loại trừ thì bệnh nhân trong đợt cấp của COPD, trong đợt cấp hen phế quản, suy tim nặng, mất bù, siêu hấp nặng do các nguyên nhân khác. Chúng tôi thực hiện những cái ghi nhận về tiền sử bệnh sử, các triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng gồm công thức máu, X quang phổi, CT lồng ngực, vân vân. Thì cái biện pháp gây khạc đờm thì được thực hiện ở một cái phòng riêng biệt thoáng khí và thông khí tốt, hoặc là được thực hiện ở trong cái môi trường thông khí mở, tức là gọi là open air ventilate, tức là ở ngoài môi trường mở để tránh cái lây nhiễm cái luồng khí. Về phương tiện thì chúng tôi sử dụng cái máy khí dung siêu âm DVBIS 99 Ultrane của hãng DVBIS sản xuất tại Hoa Kỳ với cái tần số phát siêu âm là 1,7 GHz và cái lưu lượng tối đa ở đầu ra là 3 ml trên phút. Chúng tôi sử dụng cái ambu khí dung đường miệng và dây thở dùng một lần. Các thuốc dùng kèm theo bao gồm có Ventolin và nước muối Ưu Trương. Các phương tiện khác bao gồm có khẩu trang N95, mũ dùng một lần, lọ đựng vô trùng và các phương tiện cấp cứu khi cần thiết. Đây là những cái phương tiện mà chúng tôi dùng để khí dung. Thì đây là cái máy khí dung của 99 Ultrane của DVBIS. Thì cái máy khí dung này là một cái máy khí dung chuyên nghiệp dành cho lấy đờm. Nó có những cái bộ phận cốc để có thể tách rời ra, toàn bộ cái bộ phận từ đây ra là có thể bỏ đi sau mỗi lần khí dung, vì vậy nó rất an toàn, tránh cái lây nhiễm từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Thì kỹ thuật gây khạc đờm được thực hiện bằng theo các bước như sau. Bệnh nhân được nhịn ăn ít nhất 2 giờ trước khi khí dung và súc miệng sạch trước khi khí dung. Chúng tôi khí dung một nang Ventolin đối với những cái người bệnh nhân có cái tiền sử hen phế quản hoặc COPD. Sau đó thì khí dung với cái lượng là 20 đến 50 ml nước muối Ưu Trương. Cứ 5 phút thì chúng tôi sẽ dừng lại một lần, yêu cầu bệnh nhân khạc vào cái hộp chứa bệnh phẩm vô trùng mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Kỹ thuật này được ngừng khi bệnh nhân đã khạc đủ cái số lượng bệnh phẩm hoặc là có dấu hiệu thở rít, khó thở. Nếu sau 15 phút mà khí dung, tức là 3 lần khạc không không đủ bệnh phẩm thì chúng tôi lại khí dung thêm 5 phút. Nếu sau 5 phút này mà vẫn không khạc đủ bệnh phẩm, chúng tôi sẽ khí dung tiếp cho đến 30 phút. Dụng cụ thì được khử khuẩn, những cái dụng cụ không tháo rời và bỏ được thì chúng ta sẽ khử khuẩn bằng dung dịch Sidex và ngâm bằng lại bằng nước rửa là bằng nước muối sạch, hấp sấy vô trùng và đóng gói. Riêng cái dây dẫn và mặt nạ khí dung thì chỉ dùng một lần. Đây là hình ảnh chúng tôi khí dung thực tế trên bệnh nhân. Cái lượng đờm, đây là cái hình ảnh mà cái lọ đờm mà chúng tôi lấy được sau khi mà đã khí dung cho bệnh nhân. Thì đờm màu sắc là tương đối trong, nhưng có những trường hợp thì mổ đục và hoặc là có máu. Và cái so sánh với nội soi phế quản thì chúng tôi sử dụng hệ thống soi phế quản Olympus. Xét nghiệm vi sinh thì có bao gồm là có xét nghiệm soi tươi, xét nghiệm expert và xét nghiệm cấy trên môi trường lỏng được thực hiện tại Bệnh viện Phổi Trung ương.
Thì kết quả nghiên cứu thì chúng tôi thu nhận được trong thời gian vừa qua là 85 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn vào để khí dung. Trong đó cái tỷ lệ thành công của khí dung là có 81 bệnh nhân và 4 bệnh nhân không thành công. Có 15 bệnh nhân thì những cái xét nghiệm nhanh như là expert và hoặc là AFB thì dương tính. Và có 66 bệnh nhân âm tính bằng xét nghiệm nhanh, tiếp tục được theo dõi. Những bệnh phẩm này được cấy trên môi trường lỏng, tiếp tục theo dõi. Và có 34 bệnh nhân trong 66 bệnh nhân có xét nghiệm nhanh thì đồng ý nội soi phế quản. Kết quả về đặc điểm của cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu thì như ở trên bảng. Và kết quả của cái chẩn đoán lao thì chúng tôi chẩn đoán được ở trong cái nhóm 51 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn so sánh thì chúng tôi thu nhận được 18 bệnh nhân có kết quả cấy MGIT dương tính, cấy trên môi trường lỏng dương tính. Và trong 30 bệnh nhân mà có xét nghiệm nhanh âm tính chúng tôi tiếp tục theo dõi thì có 3 bệnh nhân nuôi cấy dương tính. Trong đó 2 bệnh nhân dương tính với lại MTB và 1 bệnh nhân dương tính với MTM. Đối với những cái xét nghiệm tìm vi khuẩn lao từ cái bệnh phẩm gây khạc đờm thì chúng tôi thu nhận được là 4 bệnh nhân dương tính bằng cái phương pháp soi trực tiếp với cái năng suất chẩn đoán là 20%, tức là 4/20. Với xét nghiệm expert thì chúng tôi thấy là có 15 bệnh nhân dương tính, cái năng suất chẩn đoán là 75%. Và xét nghiệm cấy trên môi trường lỏng là 19 bệnh nhân thì cái năng suất chẩn đoán là 95%. Đối với nội soi phế quản trong 36 bệnh nhân thì chúng tôi thu được 2 bệnh nhân là nuôi cấy dương tính. Về độ nhạy và độ đặc hiệu từ những cái bệnh phẩm mà chúng tôi lấy từ cái phương pháp gây khạc đờm thì chúng tôi thấy là độ nhạy của cái AB huỳnh quang trực tiếp chỉ là 20%. Trong đó độ nhạy của cái expert MTB là 75%. Khi mà so sánh độ nhạy của cái kỹ thuật nuôi cấy trên cái bệnh phẩm gây khạc đờm trên tổng số bệnh nhân nghiên cứu thì chúng tôi thấy là độ nhạy là 94.9% và độ đặc hiệu là 100%. Đối với nội soi phế quản, vì là chúng tôi không thể thực hiện được nội soi phế quản trên những cái bệnh nhân mà đã dương tính bằng cái bệnh phẩm gây khạc đờm bằng ở những cái xét nghiệm nhanh, vì như thế thì sẽ vi phạm cái đạo đức nghiên cứu. Cho nên chúng tôi sẽ giả thiết rằng 15 bệnh nhân những cái xét nghiệm nhanh dương tính bao gồm expert và AFB dương tính này nếu được nội soi phế quản thì kết quả cũng dương tính, thì chúng tôi đưa vào so sánh thì thấy độ nhạy cũng tương đương với lại cái kỹ thuật gây khạc đờm. Về so sánh với lại nội soi phế quản thì chúng tôi dùng cái test so sánh CAPA là một cái test so sánh cái độ tương đồng giữa hai cái phương pháp chẩn đoán hay hai phương pháp lấy bệnh phẩm. Thì cũng với cái giả thiết như trên thì chúng tôi thu được là cái chỉ số CAPA bằng 0.92 và cái khoảng tin cậy là từ 0.79 đến 1. Thì chứng tỏ hai cái biện pháp lấy bệnh phẩm này có cái tương đồng rất cao trong cái chẩn đoán lao phổi. Và chúng tôi so sánh ở đây là cái bằng cái cấy trên môi trường lỏng dương tính, tức là kết quả tiêu chuẩn vàng cuối cùng chứ không phải là bằng AFB hoặc là expert. Về một số những đặc điểm của kỹ thuật gây khạc đờm thì tỷ lệ thành công của kỹ thuật là rất cao, chỉ có 4 bệnh nhân là không thành công, chiếm 4.7%, tức là chúng tôi trên 95% những bệnh nhân được đưa vào gây khạc đờm là lấy được bệnh phẩm. Những cái lý do mà không thành công thì bao gồm có co thắt phế quản chiếm 3/4 và có một bệnh nhân thì không dung nạp do là bệnh nhân buồn nôn, ngay sau khi khí dung bệnh nhân buồn nôn là không khí dung được. Thế những bệnh nhân gây khạc đờm thành công thì về cái đặc điểm màu sắc thì có 49.9% là mủ đục, có 45.7% là màu tương đối trong và lẫn máu chỉ có khoảng 5%. Số lượng đờm thì 93.8% là lấy đủ 3 lọ, mỗi lọ là trên 2 ml, còn lấy được 2 lọ thì chiếm 6.2%. Thời gian khí dung trung bình của chúng tôi khoảng 30 phút.
màu sắc bệnh phẩm. Thì theo chương trình chống lao và một số những cái nghiên cứu, một số những cái hướng dẫn, thì đối với những cái bệnh phẩm đờm mà chúng ta khạc buổi sáng thì nó phải đủ những cái màu sắc có cái mủ đục nhất định thì mới được xét nghiệm. Tuy nhiên thực tế đối với những cái bệnh phẩm gây khạc đờm thì chúng tôi qua những cái nghiên cứu này và tham khảo tài liệu thì chúng tôi khuyến cáo là đối với bệnh phẩm gây khạc đờm thì dịch thường trong giống những cái dịch rửa phế quản phế nang trong nội soi phế quản. Vậy nó hoàn toàn khác với cái đờm mà chúng ta khạc buổi sáng, và cái màu sắc mủ đục trong hay lẫn máu nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng đến cái giá trị chẩn đoán cuối cùng. Và độ an toàn của kỹ thuật thì kỹ thuật này là một cái kỹ thuật có khá nhiều các biến chứng. Cái tỷ lệ có biến chứng là 24,7%, trong đó là khó thở nhẹ là 81% trong số 21 bệnh nhân này, siêu hấp là 14,2% và buồn nôn là 4,8%. Nhưng mà đa số các biến chứng thì đều qua nhanh và không đòi hỏi cái sự can thiệp gì quá nhiều, và không có bệnh nhân nào tử vong. Chỉ có một bệnh nhân phải theo dõi tiếp tục ở phòng cấp cứu, sau đó thì cũng hoàn toàn về bình thường. Và có 8 bệnh nhân là phải thở oxy và khí dung Ventolin ngay sau quá trình khí dung. Thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái những cái biến chứng thì những cái bệnh nhân chúng tôi thấy là những cái bệnh nhân có tiền sử hen và COPD thì có cái tỷ lệ biến chứng cao hơn rõ rệt so với những bệnh nhân mà không có tiền sử hen và COPD. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo là đối với những cái bệnh nhân mà có tiền sử hen COPD thì những cái kỹ thuật này nếu được thực hiện thì phải giám sát thật kỹ của nhân viên y tế và chuẩn bị sẵn cái những cái phương tiện cấp cứu khi cần thiết. Về kết luận thì chúng tôi thấy là kỹ thuật này thì có cái tỷ lệ chẩn đoán lao phổi hoạt động là 18 trên 51 bệnh nhân là khá cao. Và ở cái nhóm mà 30 bệnh nhân mà không được nội soi phế quản thì chúng tôi tiếp tục theo dõi thì cũng có 3 trường hợp dương tính. Trong khi những bệnh nhân được nội soi phế quản thì chỉ chẩn đoán thêm được 1 bệnh nhân. Và cuối cùng nếu mà thực hiện so sánh thì chúng tôi thấy là giá trị chuẩn đoán của hai cái biện pháp lấy bệnh phẩm là gây khạc đờm và nội soi phế quản có cái độ tương đồng rất cao với kappa bằng 0,912. Vâng, báo cáo của tôi xin đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn.